gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình của Sống Xanh. Thưa quý vị, do tác động của biến đổi khí hậu nên ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy mà mô hình tưới nước tiết kiệm đang là rất cần thiết. Qua 2 năm triển khai tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mô hình tưới nước nhỏ giọt đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp cho người nông dân giải quyết được khó khăn trong vấn đề nhân công và vấn đề nước tưới cho cây trồng. Đây là mô hình tưới nước tiết kiệm của gia đình anh Phạm Văn Láng ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ năm 2012, mô hình tưới nước bằng hệ thống ống tưới nhỏ giọt đã đáp ứng việc tưới tiêu cho hơn 3.000 m2 đất trồng tiêu trong tổng số gần 1 hecta đất của gia đình anh. Trước đây, với cách tưới truyền thống, nước tràn trên bề mặt và người tưới phải di chuyển vòi nước khắp vườn dưới trời nắng gắt, vất vả nhưng hiệu quả vẫn thấp bởi nước không đủ thấm vào gốc. Bây giờ, hệ thống tưới nước nhỏ giọt đã giải phóng sức lao động, tiết kiệm tối đa chi phí nhân công và nhiên liệu. Không phải cầm vòi đi tưới, rất là tiết kiệm lao động. Đồng thời là mình nghĩ là nước bây giờ càng thiếu thì mình tiết kiệm điện, tiết kiệm nước. Rồi những cái cây nó rẽ ra nó không bị tổn thương thì tôi nghĩ là sau này rất là tốt. Mình không phải làm bùn, mình vun phân vào. Mà cây tiêu thì nó lại cần là khô ráo, thoáng nước. Cần nước nhưng mà lại thoáng nước. Thế mình đắp bùn lên thì không bao giờ bị ối nước. Đấy, mình nghĩ như thế, còn sau này thì cũng nhiều người ta làm trước mình rồi thì mình nghĩ là nó được rồi thì... Học hỏi kinh nghiệm từ anh Láng, anh Phan Văn Giáo và một số hộ dân ở thôn Quảng Hà, xã Xuân Sơn đã áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm này cho vườn tiêu của gia đình. Với hệ thống tưới nước tiết kiệm tự động, chỉ cần chưa đầy 3 giờ, vườn tiêu 1.000 gốc đã được tưới đầy đủ. Mỗi năm, hệ thống tưới tiện ích này có thể tiết kiệm được cho gia đình anh hơn 5 triệu đồng. Hệ thống tưới nước này còn tăng hiệu quả sử dụng phân bón, không làm xói mòn rễ cây tiêu như các phương pháp tưới truyền thống. Thì cái công thì nói thẳng ra là giờ ra tôi bật cầu dao là tôi về tôi đi làm vườn khác thôi. Là còn cái nước thì nó đủ độ ẩm hơn, nhưng mà ví dụ như tưới một lần mà tưới cái vườn này mà tưới ống lớn thì mất khoảng 7 tiếng. Hả? Giờ cái này tôi ra còn khoảng 5 tiếng là tôi về. Như hội chúng tôi đã nhìn nhận cái mô hình này và đã từng bước vận động cũng như khuyến khích bà con tham gia và xây dựng các mô hình này cho những cái vườn tiêu tại địa phương. Bên cạnh đó cũng nếu nhà nước có những cái chương trình mà xây dựng các mô hình cho dùng xây dựng nông thôn mới thì nên có một cái mô hình để khuyến khích bà con cũng như tạo điều kiện cho bà con mình tham gia và xây dựng cái mô hình mà tưới nhỏ giọt ở tại địa phương. Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những tỉnh trọng điểm trồng và xuất khẩu tiêu của Việt Nam, với diện tích hồ tiêu của tỉnh luôn tăng mạnh, cùng với đó là sản lượng cũng tăng nhanh. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 7.500 hecta tiêu và đây là mặt hàng nông sản có lượng xuất khẩu khá lớn, khoảng 7.000 tấn một năm. Việc áp dụng mô hình mới và có hiệu quả vào sản xuất cho nông dân là việc làm rất cần thiết, đồng thời cũng là phương án tốt để giảm thiểu những tác động xấu do biến đổi khí hậu. We'll be right back.